Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng nhập vào các lớp tiếng Anh với tài khoản MyELT sẵn có của các bạn. Để thực hiện các bước này thì các bạn cần có một cái công tác chuẩn bị. Ở phần công tác chuẩn bị, các bạn cần chuẩn bị máy tính hoặc điện thoại kết nối Internet, trang đăng nhập của MyELT và course key mà giáo viên đã cung cấp cho các bạn ở trên lớp. Hoặc là các bạn sẽ được gửi qua email theo cái bảng điểm danh của lớp của mình. Bước 1, các bạn cần vào trang MyELT, sau đó chọn Add a Resource. Khi vào thì nó có giao diện giống như trên. Bạn click vào Add Resource. Bước thứ hai, bạn chọn Enroll và trong cái trang của Add Resources. Sau đó các bạn nhấn Save and go to the step 2. Ở phần này thì các bạn chỉ còn cách một bước nữa là hoàn tất cái tài khoản học của mình. Ở bước thứ ba, các bạn nhập cái course key mà giáo viên đã cung cấp cho các bạn. Sau đó các bạn bấm Save and go to the stage number 3. Sau khi hoàn tất xong, các bạn bấm nút Submit. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập. Mình đang mở cái trang Google và mình đánh vào chữ MyELT. Kết quả hiển thị của mình đã có. Các bạn đánh cái tên login của mình cùng với cái password của bạn. Ở đây mình đã nhập vào cái đăng nhập cái login của mình vào. Trong này thì mình bấm cái Add Resources. Sau khi bấm Add Resources, mình sẽ thấy cái trang hiện ra giống như ở phần hướng dẫn, thì mình sẽ click vào cái phần là Enroll và tiếp tục mình nhấn vào cái Save and go to the stage number 2. Trong phần stage number 2 thì các bạn copy cái course key. Ở đây mình chuẩn bị course key trên một trang Word rồi, mình copy mình thả vào trong cái phần này và mình bấm Save and go to number 3. Ở phần code number 3 thì các bạn chỉ cần bấm nút Submit và mình đã hoàn tất cái việc đăng ký. Bây giờ mình vào một cái trang tài khoản của mình và mình xem cái tài khoản học của mình. Mình đã đăng ký. Ở đây là các nội dung mà các bạn cần học. Sau đó mình sẽ click vào từng phần một và bấm vào cái nút Text để thực hiện cái bài học của mình. Chúc các bạn thành công. Goodbye and see you later.